Xin chào tất cả quý vị đồng hương của bệnh viện tại Melbourne. Mình tên là Thi Kim, mình đang là ra tranh cử cho đảng lao động dân chủ, tiếng Anh gọi là Democratic Labour Party. Thì thời gian gần đây thì Kim đã tìm hiểu và biết rằng là đảng lao động dân chủ có nhiều cái điều rất là thú vị mà Thi Kim muốn tìm hiểu, là người ta bảo vệ cho những người tiêu dùng, và người ta bảo vệ cho những người doanh nghiệp, và người ta bảo vệ cho đời sống gia đình và đời sống cá nhân. Cái điều mà Thi Kim cảm thấy là thích nhất là khi mà người ta nói rằng là người ta chống đối phá thai. Đây là những cái điều mà rất là nhiều người mình chăn trở và cũng rất là muốn giữ lại đứa con của mình, mặc dù là mình biết rằng là mình có khó khăn để mà sau này nuôi con, nhưng mà mình muốn cho nó. Đó là cái điều mà Thi Kim cảm thấy thích nhất. Vâng, và bây giờ Thi Kim đang ở đây để mà ra tranh cử cho đảng DLP, đảng lao động dân chủ. Xin quý vị hãy cùng bầu cho Thi Kim và bầu cho ông Bernie Finn nhé. Xin cảm ơn.